giới thiệu là mà riêng thịt cá sấu hôm nay là ông Hà làm này. Tôi biểu cho tôi gặp thì ông anh ở Mỹ Đức có về làm trưởng bếp nhà chưa? Mà không cho gặp. Chào tất cả anh em nha. Chúng một xe đang có mặt tại vườn cây của chú Chính. Thì hôm nay chúng tôi mua một cái gốc xanh tán tầng phá thế rất là lâu năm rồi. Thì đang để đây. Lá nó vẫn tốt nhưng mà thực ra là hôm nay là gặp được nghệ nhân đào cây cũng như là chuyên nghiệp rồi. Ông Lỗ Chí Thâm. Mà Lỗ Chí Thâm. Đây. Sếp Thắng đây là cũng có kinh nghiệm mà gọi là chuyên tâm rồi, đi rồi. Đấy. Con này mà cắt ra thì anh em choáng thôi. Anh em không kháng nhưng mà chủ nhà choáng. Ở đây là đang có hai nghệ nhân rồi. Chính con trượt lên nghệ nhân. Ở đấy tôi nói có sai không đấy? Đang chẳng gần. Không. Ông nhường mấy thằng trẻ con nó lên trước đi đã. Đám chỗ này là cũng đang sửa soạn lên rồi. Đấy, hành trang hành lý chiều nay là mất bao nhiêu mâm đánh đám ạ? Chiều nay là phải mất mâm đấy nhá. Rất nhiều xanh tán tầng nhá. Đấy, anh em nhìn cái ô kia xanh tán tầng hết. Nặng hơn cái cây của Hoàng Thị Đất rồi, kia nó qua đây nhưng mà đất đến nguyên tắc cái này. Để đất lại cho ông thì mình cũng không lấy đất của ông gì đấy, không lấy đất nhà ông đâu. Không, cứ anh cứ đánh sát vào, tí rê mỏng vào, cứ rê mỏng vào. Cả là thích đi ra rủ đối thủ nhau ở ngoài cầu ấy, thắng chinh đánh nhau là đánh luôn. Ừ. Đấy, đám ơi, anh rút hồi dầm hai cái này cái, mấy cái này cỏ này. Ở đâu, cứ gặp tao, gặp ông Hà với ông Khuyến là hơi nể chết thôi. Ừ. Để như là bạn bè lể nhau đấy. Tôi lể kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Hơn chứ, ông này còn học lại 12 gặp tôi chứ nếu mà ông học đại học năm thứ nhất thì không gặp được. Bể bãi rất là đẹp nha, con này cắt ra nó đã gọi là tán tầng phá mà chú Chính này chú cũng là yêu cây chú đẻ đều chú vườn coi như là quên đi bao nhiêu năm rồi đấy. Nói chung là chú đầu tư ra vào cái nghề khác rồi. Cây của 8-70 triệu thì cái này mất bao nhiêu triệu đây? Cây tán tầng người ta răng mẹ tiền nhiều nhé. Nói đến tầng tán đâu phải đơn giản. Khi này triển lãm 4 ngày đến 8 ạ. Anh em mình biết cây cối 4 ngày à? À. Nga Hải liên hoan chưa? Nga Hải thế bảo anh Chiến mời mà anh em mà Cuba mà. À sắp rồi. Phó việc ở trên đấy toàn phó với trưởng không biết thế nào nhỉ? Không có thằng nào làm lính hết. Không là. Còn khóa thôi. Còn em học lúc gạo cơ mà. Còn anh bọn anh thì ôn đại học với cả bọn em chứ không có đeo ra. Đúng rồi, học sáng nguyệt này, sáng nguyệt thắm này. Ủa ai bấm một tí cái chỗ đằng sau đó. Thắm đào bên. Vậy học trước à. Vậy là Tám cũng đã xuống đây để ngó cái này rồi. Phải nói là có những con người chuyên đi săn cây. Chỗ nào có đúng rồi. Vậy là giá sát sườn rồi. Vậy là anh giả là cái giá sát sườn rồi. Em nghe thông tin là con rồi. Ý là mua cho tổng phẩm. Thấy hay không? Tôi nói như cái ông đang ở cái chủ hướng cây Nhật Bản đấy không à. Thôi bấm mày không hàng, bấm mày để mỗi ô thôi. Để mỗi cái ô. Ông nào về muốn cây phá cho phá. Nói cho ông Kiến ra mình cắt thì nó vào nó chê. Nó bảo mẹ không có cành để mày cắt đi rồi. Ông làm rồi. Tôi đang quay cái đi. Đi mẹ. Nghe cho nó sáng dạ được. Nghe cho nó. Má thì hẹn cho ông đấy đúng không? Đợt đến mà mấy ông đến lấy thì thằng lớn rồi. Ơ thằng lớn đi ba gốc của ông Chính nhìn to biến hóa để khôn lường. Đấy.
ngò. Bán 81 tôi đang cho người đó đào này. Ờ đúng rồi. Lão mới tiến. Kinh khủng. Nếu mà quay về này. Nhưng mà cái nhà cũng 5 triệu không cả. Con này là một con tán tầng nguyên bản anh em ạ, phá ra. Và thực ra là về chúng tôi cũng tạm thời để vậy nhé. Anh em nào quan tâm thì chúng tôi sẽ đặt video cũng như số điện thoại. Và có thể đúng đâu. Đúng đâu, hôm nay mặt phố thì là nhiều anh biết rồi vì nó khó quá. Cái ông này này lại phải đi qua một cái đường lại phải đi bằng thuyền. Xe nó bị khó gì, nếu ông này mà đường mà đi xe máy vào nha, tôi nói xin gặp mấy thợ săn nó chơi rồi. Chờ. Không. Con này bên đây xem đi nó kỷ niệm ngày 27 tháng 7 đã từng như vậy rồi chứ. Đạn bom. Đạn bom rồi nó dính vào đây rồi. Ở đây đâu. Đã từng bị như vậy là cùng thời kỳ với này. Sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước cái này, nó cũng có nhiều sẹo ngoài này. Nhà anh đây là đúng là tộc nào không có thân thân thú nữa đi. Không, cái này vẫn có. Để sụ nổi nhưng mà đều để đi. Đi ra đi nha. Em mà làm trước đi 27 tháng 7 thì cây này phải nói là đã tinh khủng 5 tháng với đủ sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước này. Tật tay người nhưng mà vẫn hiên ngang đấy. Con này nó có hai cái là nếu mà đúng mà mình để nguyên cốt nó là để trên ấy á. Mình để chậu để đặt nó xuống vậy là bình ra tình dầu nó để anh gớm. Thì đã được đánh xong nhá. Xong thì nhìn nó như một cái bạn trên trường, có thể là thành phố. Cái này thì đám còi cũng đã mua sẩy rồi. Mà đang chán quá nó ngồi ăn ổi. Nuôi đây là về cũng xử lý thôi, ngày mai anh em xem nào. Trong quá trình khai thác thì chúng tôi về chắc chắn là sẽ phải làm rất nhiều. Ở đây là một cây rất là to. Vừa rồi có những cây giao dịch tiền tỷ anh em biết tán tầng này. Họ cũng cắt phăng đi. Chúng biết là cây này về là còn cắt thì chục cây không thì chúng tôi sẽ chờ hồi sau nhá. À, cái cây vừa rồi là cây đài hoa Dương Bác của anh Thái Nguyên. Anh ấy mua anh đặt là đài hoa Dương Bác thì cây này không. Không biết là như thế nào. Đài sen. Nắm điện. Hôm nay thời tiết nó cũng may cho chúng tôi là nó cũng mát một tí. Mọi hôm là tầm bây giờ là vẫn là còn nắng rất là to và gắt. Nhiệt độ thì nó rất cao. Có khi nó phát triển được, cây nó chỉ... cây mọi tôi quên có chăm bán. Để cái lưới lấy kinh nhỉ, cái lưới là từ cách đây bao nhiêu năm rồi? Mấy chục năm rồi. Vậy là chú chính đây chú là cây của chú đúng không? Chú cái... thử nói xem là thực ra là cây này khoảng bao nhiêu năm? Đấy cái giá cây, à, cái... này, cây này khoảng 40 năm, hơn 40 năm. 40 năm là về chú chứ còn 40 năm ở nhà người ta nữa. Tức là ở đây tôi mua cây sinh tán nó bán cho trường học. Còn mấy cây gì? Còn đâu là còn cái này mang về. Nó phá thế không? Nó phá thế nó lại đổi cho người ta. À lại đổi nên ngược lại cho người ta. Đổi cho người ta cây khác rồi tôi mang về vườn tôi trồng. Trồng ở ngoài nhà ngoài đấy xong rồi nó tùm tùm nó lại cắt đi cắt lại. Vậy là cây này ở trường học rồi.
Bên này nói với anh em là đây anh em cũng biết qua sơ lược qua nhé, đây là một trong những cây xanh tán tầng mà chú chính là chú trước là cây công trình, gần như là dạng cây công trình, cây trang trí của sân viên của trường học. Sau một thời gian người ta chăm thì nó lại phá ra. Cây này nó cùng tuổi mấy cây của thương hiệu bây giờ em mua ra. À rồi rồi, vậy là thì nó quá là cao. Già tuổi lắm. Già tuổi rồi. Trước đấy chứ không? Trước. À, vậy thì là cao. Quá trình trong vòng hơn một tiếng thì cây đã được đánh nghiêng rồi. Đấy, tay chân cũng uyển chuyển, vặn vẹo uyển chuyển lắm như. Xe cầu là lên, ta lên đường về thôi. Cây đã lên an toàn. Cây đã an toàn nhá. Thì hôm nay là hai nghệ nhân đã giao dịch một tác phẩm để tại vườn. Để chung nó đẩy xe chính này. Nó dắt xe này cho nó chạy tới kia lấy xe của ấy luôn. Đám thì tí ngồi tôi anh kéo à? Từ từ hắn đẩy cho ông ra hắn dám. Xe của nhà không? Xe beng thôi, xe beng cũng cầm rồi. Hai nghệ nhân đang chở cây, nghệ nhân 8 mà nghệ sáng đây đang mang cây về. Tôi đang mang cây từ rất xa nhá. Đó. Trong lúc đang diễn biến ở đại hội đảng của Đảng bộ Quan Sơn thì các anh đã giao dịch về một tác phẩm rồi. Rồi, đây là lễ nước cụ. Chúng ta là nước cụ nha. Nói là cụ cũng dài anh đáng cũng nhận ông. Tuổi đời nói chắc phải hơn anh em chúng mình rồi. Đấy. Cao thì không bằng nhưng mà tuổi thì nhiều hơn. Tuổi thì nhiều hơn. Đấy. Đang làm lễ nước cụ về. Đang đến ngã ba ngã thanh rồi, ngã tư ngã thanh rồi, ngã ba. Cây này cũng có người mà xảy ra là tổng xe xảy ra. Đang làm cái lễ nước cụ. Tôi đang rước cụ về nhá. Thì đến cái đoạn đường này nó hơi gồ ghề thì anh Thắng anh cẩn thận đấy, anh mới xuống anh nhá. Anh đưa đúng theo vòng cách của nghiêm túc phải tôn trọng. Ông Hà đã ủn cái. Đưa anh. Tôn trọng cụ tí. Từ từ đang bị vấp rồi. Đây đang ủn ông. Đây, từ từ anh Thắng ơi. Tôn trọng cụ tí. Nên là dù mặc dù nắng nôi tất cả các loại bà khác cấm hết. Đúng rồi, cấm hết thì chúng tôi là phải dùng phương tiện là trọng tải tấn lớn đây. Trở về. Bỏ cái chậu này xuống. Chính thức rước cụ về thành công nhá. Thì đã có sự hỗ trợ của Tám Còi, một trong những chàng trai có số cân đang là giữ kỷ lục về số cân của Nga Sơn. Anh đang giữ 38 cân. Từ từ xem nó vổng không? Giữ này không vổng ấy. Tám giữ, ông Hồng không à, giữ đi nhẹ không? Không, từ từ để đây, quay một tí. Đây, tôi rút một tay vào đây là được. Đây, đây, Thắng ơi. Ê, em dẫm đây anh Thắng ơi, anh Thắng ơi, anh cứ để em dẫm đây đây. Rồi, 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 rồi. Rồi. Mấy người? Ở đâu? Ôi, thôi, hỏng đâu. Ôi, rồi, rồi. Bây giờ bê cả đít thì được. Thôi. Thò tay xuống bê đít. Thò đít, bốc đít lên. Không, được. Còn nó vỡ. Anh muốn lấy cái chậu đứng nguyên bản lấy được, bây giờ đưa cây xuống.